đây là đường Lý Thường Kiệt đây các bạn nha. Hôm nay tôi sẽ đi những con đường trên thành phố Đà Nẵng để chia sẻ các bạn xem. Hôm nay trời nắng rất đẹp, mấy ngày nay Đà Nẵng mưa liên tục, hôm nay mới thấy nắng đây, nắng đẹp luôn. Đây là đường Lý Thường Kiệt. Hôm nay là ngày 2 tháng 12 âm lịch rồi, còn có mấy ngày nữa là đến Tết âm lịch. Tôi tranh thủ đi những con đường ở Đà Nẵng đi cho sẽ các bạn xem thử ra. Xem thử sắc xuân đã về Đà Nẵng như thế nào nè. Đường Lý Thường Kiệt rất đẹp. Đây là đường Trần Phú. Tôi mặc lên đường Trần Phú đây các bạn. Đây là đường Trần Phú. Đường Trần Phú chuẩn bị đến trung tâm hành chính thành phố này nè. Để trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng. Tôi đi đến đường đằng này tôi sẽ đến đến chợ hàng thôi. Tôi sẽ đến chợ hàng để tôi không vô chợ hàng nhưng tôi sẽ đi xung quanh chợ, xung quanh những con đường xung quanh chợ. Tôi đi bộ các bạn để chia sẻ các bạn xem. Rồi, đang đỏ rồi. Tôi sẽ xuống hầm chui Trần Phú. Hầm chui Trần Phú. Xuân đã về thành phố Đà Nẵng. Có các đường, con đường sạch sẽ, đẹp đẽ và bắt đầu xuất hiện.
đỏ rồi. Khách du lịch đi bộ theo dọc đường. Đường Hùng Vương đi không? Tôi sẽ xuống chỗ chợ hàng. Chợ hàng đường Trần Phú đề du lịch đây. Thank you.
Trời nắng đẹp. Đây là vỉa hè bán đồ dụng cụ để săn đánh thủy sản. Còn câu lưới. Tôi ra đường Bạch Đằng rồi các bạn nha. Rồi tôi đi ngược đường nhưng mà nằm trên vỉa hè nên không bị ngược đường, đi trên vỉa hè thôi. Đường Bạch Đằng. Quay ăn uống chợ hàng. Rồi tôi ra lại đi Bình Hòa thôi. Thank you.
nha, khập chắc chưa. Rồi, video của tôi đến đây kết thúc các bạn nha. Hẹn các bạn video sau. Các bạn nhớ ủng hộ kênh để kênh còn phát triển nha. Rồi, chào các bạn.